Theo dõi các phiên họp của Quốc hội từ đầu kỳ họp đến giờ, cử tri Nguyễn Túc ở Phương Mai, Hà Nội bày tỏ vui mừng khi các ý kiến của các đại biểu tại nghị trường đã dần chuyển từ hình thức thảo luận sang tranh luận. Điều này gây được ấn tượng, khiến cử tri tin tưởng hơn. Trong phiên chất vấn tới đây, ông Túc cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội cần chất vấn sâu sắc hơn, đi đến cùng vấn đề hơn, còn Bộ trưởng, các thành viên chính phủ có thể giải trình cặn kẽ hơn về những việc đã làm, đang làm hoặc chưa làm được, cũng như định hướng sắp tới như thế nào. Bốn đồng chí thay mặt cho Thủ tướng Chính phủ trình bày cần nói rõ hơn những vấn đề mà nhân dân hiện nay bức xúc. Thí dụ như vấn đề tức là nợ công, thí dụ như vấn đề thất thu thuế, thí dụ như vấn đề công nghệ thông tin, và đặc biệt tôi vẫn nhấn mạnh đến vấn đề xét xử của tòa án, làm sao để công lý được thực thi. Không chỉ riêng ông Túc mà còn rất nhiều cử tri khác kiến nghị Quốc hội cần dành nhiều thời gian cho việc chất vấn và thực hiện chất vấn đến cùng để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng cũng như vai trò của người đứng đầu. Trả lời chất vấn thì phải đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn, nói rõ ràng, nói mạch lạc, không nên vòng vo quanh co. Khi đã trả lời chất vấn ấy, đi vào những vấn đề thẳng, việc gì của ngành mình, trọng tâm, theo gợi ý của Chủ tịch Quốc hội, người điều khiển Quốc hội thì phải trả lời đúng cái đó, chứ không nên vòng vo và lại chờ lại trả lời rồi thì lại là khi mà trả lời xong thì nghĩa là hết sức vòng vo. Cử tri cả nước cũng mong muốn các đại biểu của mình tiếp tục phát huy trách nhiệm, phản ánh chân thực những khó khăn vướng mắc để Quốc hội thể chế hóa trong các chủ trương, chính sách và pháp luật.